hột lên ngôi. Dạ, ngày hôm nay vô tình anh em chúng em là quá trời hột long lanh. Nhìn trên cái màn hình mà tôi thấy hai cái áo hết hồn, tưởng băng nhạc không. Dạ, anh tưởng ra là thôi, nếu mà lỡ ủng hộ cho Trấn Thành rồi, ủng hộ thêm thằng em một trăm tay nâu nhiệt cho Đô Phước Thịnh. Cảm ơn anh Trấn Thành rất nhiều vì câu nói đó. Tại vì thưa quý vị, ở trong không biết Đô Phước Thịnh đến rất là sớm và Đô Phước Thịnh rất là hồi hộp.